7 bí ẩn ly kỳ và thú vị về tỷ phú Donald Trump, người đang được quan tâm nhất lúc này. Các bạn thân mến, cả thế giới đang dõi theo cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ 2024. Một trong những ứng viên được quan tâm nhiều nhất chính là cựu Tổng thống tỷ phú Donald Trump. Donald Trump là một cái tên gắn liền với sự giàu có, quyền lực và những tranh cãi không hồi kết. Từ một cậu bé sinh ra trong một gia đình giàu có ở New York, Trump đã từng bước xây dựng nên đế chế bất động sản và thương hiệu tỷ đô, bước vào thế giới chính trị với vị trí Tổng thống Hoa Kỳ và để lại dấu ấn khó phai trong lòng hàng triệu người dân trên toàn thế giới. Cuộc đời của ông là hàng chuỗi những thành công vang dội, xen lẫn những thất bại đầy thách thức, cùng với một gia đình nổi tiếng và những mối quan hệ phức tạp. Tuy nhiên, ông còn được chú ý nhiều hơn nữa sau khi vụ việc ám sát hụt vào ngày 14 tháng 7 và 15 tháng 9 vừa qua. Vụ việc này đã khiến cả thế giới rúng động và hình ảnh ông Trump vẫn kiên cường, giơ lên nắm tay hô fight đã trở thành hiện tượng của sự mạnh mẽ và ý chí bất khuất. Và đặc biệt hơn, vụ ám sát này thậm chí còn được nhìn thấy trước 4 tháng bởi một nhà tiên tri. Cụ thể ra sao? Ngay bây giờ, hãy cùng Kính Lúc TV tìm hiểu trong video ngày hôm nay các bạn nhé! Là một doanh nhân và ngôi sao truyền hình trước khi trở thành Tổng thống. Cựu Tổng thống Trump có tên đầy đủ là Donald John Trump. Ông được sinh ra trong một gia đình tín thần giàu đức tin và dư giả tiền bạc ở Queens, một quận của thành phố New York, Mỹ. Bởi theo truyền thống gia đình, tỷ phú Donald Trump có con đường học vấn đầy mở rộng và đáng ngưỡng mộ tại Đại học Fordham trong 2 năm và nhận bằng cử nhân kinh tế của trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania. Sau này, chàng trai Donald Trump được thừa kế khoảng 40 triệu đô la, tương đương với khoảng 960 tỷ Việt Nam đồng từ người cha quá cố của mình, nhà phát triển bất động sản Fred Trump, trở thành chủ tịch công ty kinh doanh bất động sản của cha mình vào năm 1971. Sau đó, đổi tên công ty thành tổ chức Trump và mở rộng hoạt động từ Queens và Brooklyn sang Manhattan, mảnh đất siêu màu mỡ và chỉ dành riêng cho giới siêu giàu. Công ty chuyên xây dựng hoặc cải tạo các tòa nhà chọc trời, khách sạn, sòng bạc và sân golf. Vào năm 1980, doanh nhân Donald Trump đã đạt được một thỏa thuận với Hyatt, thành phố New York và khách sạn Commodore không sinh lời bên cạnh nhà ga trung tâm Grand, giành quyền cải tạo và đổi tên khách sạn ốm yếu thành Grand Hyatt. Bất động sản này đã trở thành một công ty ngay lập tức và đưa ông Trump trở thành một trong những nhà phát triển bất động sản nổi tiếng nhất trong khu vực. Năm 1984, hoàn thành việc xây dựng tháp Trump 68 tầng là trụ sở chính của tập đoàn Trump cho đến ngày hôm nay. Tòa nhà bao gồm một tháp nước cao, có 5 tầng cửa hàng bán lẻ và nhà hàng. Ngoài ra, ông Trump còn sở hữu hàng loạt các doanh nghiệp và tài sản thành công, trong đó có Trump Place, một cộng đồng dân cư sang trọng rộng 92 mẫu Anh, Trump International Hotel and Tower Chicago, có một khách sạn, chung cư và nhiều nhà hàng cũng như cửa hàng. Thành công của Woman Rink, một mặt hàng chủ lực của công viên trung tâm, cũng được cho là công lao của cựu Tổng thống Trump. Không chỉ là một doanh nhân thành danh mà ông còn là một ngôi sao truyền hình, cho nên việc sở hữu những cuộc thi sắc đẹp hay sản xuất những chương trình truyền hình cũng không phải là chuyện quá khó. Ông mua lại quyền sở hữu 3 cuộc thi sắc đẹp là Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ và Hoa hậu Tuổi Teen Mỹ vào năm 1996 và đã bán nó vào năm 2015. Ông đã sản xuất và dẫn chương trình The Apprentice, một loạt phim truyền hình thực tế và từ năm 2003 đến năm 2015. Và nhờ sự mắt tay trong kinh doanh cùng với tài năng hiếm có, khiến ông trở nên vô cùng giàu có mà ai cũng phải choáng ngợp. Tổng thống giàu nhất lịch sử Hoa Kỳ. Còn nhớ vào năm 2016, toàn thế giới chấn động khi lần đầu tiên Hoa Kỳ có một vị tổng thống có xuất thân cực khủng, một tỷ phú bất động sản và ngôi sao truyền hình. Khỏi phải nói, toàn xứ cờ hoa chấn động bởi họ không thể tin được rằng một người khi đang ở đỉnh cao của danh vọng như tỷ phú Donald Trump lại có quyết định táo bạo khi dấn thân vào con đường chính trị đầy cạm bẫy. Song với nhiệm kỳ rực rỡ của mình, mặc dù khó khăn gặp phải không hề ít, nhưng cựu Tổng thống Trump đã ghi dấu trong lòng người dân Hoa Kỳ như một vị Tổng thống toàn năng đem tới những kỷ lục kinh tế chưa từng có cho cường quốc số 1 trên thế giới trong suốt nhiệm kỳ của ông. Toàn đất nước được bình yên không chiến tranh, trái ngược với đa số các tỷ phú Hoa Kỳ khi tài khoản ngày càng nhân lên thì cựu Tổng thống Donald Trump lại có bước ngoặt rõ rệt kể từ sau khi ông làm Tổng thống. Ngay thời điểm vừa nhậm chức, ông được nhận định là Tổng thống Mỹ giàu nhất mọi thời đại với số tài sản ròng vào khoảng 3 tỷ đô la, tương đương với 72.000 tỷ Việt Nam đồng. Nhưng chỉ sau 3 năm làm lãnh đạo cường quốc số 1 thế giới, ông đã tụt dốc 119 bậc trên bảng xếp hạng 400 người giàu nhất nước Mỹ của Forbes, bay khoảng một nửa giá trị tài sản ròng so với thời điểm năm 2016. Nhưng kể từ sau khi rời khỏi tòa Bạch Ốc, thì cho đến thời điểm hiện tại, cựu Tổng thống Donald Trump đã khôi phục lại vị thế của mình như thời điểm trước khi làm Tổng thống và theo ước tính của Forbes, tỷ phú 78 tuổi hiện sở hữu khối tài sản trị giá 3,8 tỷ đô la, tương đương với hơn 92.000 tỷ đồng.
sở hữu chuỗi bất động sản xa hoa hơn cả Nhà Trắng. Các bạn có thể đã biết Donald Trump là một tỷ phú bất động sản, nhưng không phải ai cũng biết đến khối bất động sản mà ông đang nắm giữ quy mô đến mức độ nào. Nhà Trắng là một nơi vô cùng danh giá, dành cho các tổng thống đương nhiệm, nó có đầy đủ mọi tiện nghi đẳng cấp và an ninh tuyệt đối. Cựu Tổng thống Trump sau khi rời khỏi Nhà Trắng và trở về nhà của mình, ông vẫn được đảm bảo an ninh tuyệt đối, bảo vệ tính mạng và trên hết, những ngôi nhà mà ông đang sở hữu thậm chí còn xa hoa hơn cả Nhà Trắng. Nổi bật nhất phải kể tới Trump Tower là một trong những tài sản mang tính biểu tượng giàu có, xa hoa nhất của cựu Tổng thống Donald Trump. Gia đình ông Trump sở hữu một căn penthouse chiếm 3 tầng trên cùng. Mọi thứ trong căn hộ của ông đều được dát vàng và kim cương khiến nó có cảm giác xa hoa, lộng lẫy như một cung điện. Các phòng đều vô cùng rộng rãi và được trang trí theo phong cách cổ điển với đá cẩm thạch và các tác phẩm điêu khắc. Thậm chí còn có một cây đàn piano cỡ lớn được bày trí ở giữa và những thứ vật phẩm cỡ lớn như đèn chùm đắt giá làm tăng thêm không gian trang nhã cho căn phòng. Một bất động sản khác giá trị không kém thì phải kể tới câu lạc bộ phức hợp Mar-a-Lago. Sẽ không có dinh thự nào nổi tiếng hay thể hiện được rõ hơn về lối sống sang trọng, xa hoa của ông ấy hơn là câu lạc bộ đồng quê bên bờ biển cao cấp này. Theo Forbes, câu lạc bộ sang trọng này có giá khoảng 300 triệu đô la và nằm trên 17 mẫu đất có giá trị ở Nam Florida. Ông Trump đã mua bất động sản, nơi có 58 phòng ngủ, 33 phòng tắm, 12 lò sưởi và 3 hầm trú bom với giá hời 10 triệu đô la vào năm 1985. Điều đáng nói là ông mạnh tay dắt lên nó khoảng 7 triệu đô la vàng lá. Không dừng lại ở đó, niềm đam mê dắt vàng của ông còn được thể hiện qua 4 chiếc bồn rửa mà ông dắt kín vàng và tiêu tốn tới hơn 100 ngàn đô la. Ngoài ra, ông còn sở thích đánh golf vào những lúc rảnh rỗi nên đã không ngần ngại xây hẳn một câu lạc bộ golf Trump National Dora Miami để vừa kinh doanh vừa thỏa mãn đam mê của mình. Đây là resort thuộc khu Dora phía tây thành phố Miami. Vào năm 2012, Dora Resort and Spa được tập đoàn Trump mua lại với mức giá 150 triệu đô và đổi thành Trump National Dora. Khu nghỉ dưỡng gồm có 4 sân golf lớn với 72 hố nằm xen kẽ với các tòa nhà và hồ nước trên mảnh đất 320 ha với hơn 700 phòng, trong đó có 70 phòng hạng sang và 2 phòng dành cho tổng thống cùng hàng loạt bể bơi và khu chuyên spa cùng nhiều tiện nghi khác đã xuất sắc được lựa chọn sau khi các quan chức Mỹ xem xét 12 địa điểm khác nhau để tổ chức hội nghị G7 năm 2020. Những bất động sản giá trị khác có thể kể tới những cái tên khác như biệt thự Seven Springs ở New York, Trump Leicester Des Palmiers tại San Martin, Tây Ấn, nhà máy rượu Trump ở Charlottesville, Virginia hay khách sạn Trump International Hotel Las Vegas. Nói đến đây, chắc hẳn có nhiều bạn có thể đang cảm thấy choáng ngợp bởi số tài sản mà ông đang sở hữu phải không nào? Chính vì sự giàu có và tầm ảnh hưởng không hề nhỏ của mình khi luôn mong muốn dành cả đời cho sự phát triển của đất nước Mỹ mà không ít lần ông Trump đã bị những phe phản diện âm mưu ám sát. Rúng động nhất chính là sự kiện xảy ra vào ngày 14 tháng 7 năm 2024. Vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump được thấy trước. Vụ việc cựu Tổng thống Donald Trump khi đang tham gia cuộc meeting vận động thì bỗng bị tấn công và bị thương vào ngày 14 tháng 7 vừa qua đã làm rúng động cả nước Mỹ và rất nhiều người quan tâm trên thế giới. Vụ ám sát lần này tuy không để lại hậu quả gì, nhưng nó đã giúp ông Trump ngày càng khẳng định được vị thế và tình cảm trong lòng dân chúng khi ông thể hiện được sự quyết tâm, bất khuất, giơ tay hô fight ngay sau khi bị bắn. Theo kênh CNN, vào giữa tháng 7, ông Trump suýt bị một tay súng bắn vào đầu tại một cuộc vận động tranh cử ở Buller thuộc bang Pennsylvania. Nhà chức trách đã xác định tay súng ám sát hụt cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đó là Thomas Matthew Cross, 20 tuổi. Theo đó, ông Trump thoát chết nhờ nghiêng đầu sang phải để xem màn hình chiếu biểu đồ về người nhập cư bất hợp pháp. Ngay lúc đó, một phát súng xuyên qua vành tai phải của ông, máu bắn lên má và trán của cựu Tổng thống. Các mật vụ đã lao đến che chắn cho ông như những cầu thủ bóng bầu dục. Khi được mật vụ đưa rời khỏi sân, Trump vẫn muốn tiếp tục phát biểu với người ủng hộ. Tuy nhiên, mật vụ nói với ông rằng làm như vậy không an toàn và họ phải đưa ông đến bệnh viện. Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết ông tin rằng Chúa đã bảo vệ ông khỏi vụ ám sát trong một cuộc tổng vận động ở Pennsylvania. Và điều đặc biệt hơn nữa là vụ ám sát này đã được nhìn thấy từ trước, cách đó khoảng 4 tháng trước khi sự việc xảy ra. Mục sư Brandon Biggs cho biết trong một cuộc phỏng vấn video vào ngày 14 tháng 3 năm 2024 rằng ông đã nhìn thấy ai đó đang cố tình sát hại ông Trump, viên đạn bay qua tai và rất gần đầu ông.
Ông Biggs đã phảng phất nhìn thấy tai phải của ông Trump đang chảy máu. Ông ấy chạm vào tai phải của mình và nói rằng ông có cảm giác như màng nhĩ của mình đã bị thủng. Ông Biggs mô tả rằng sau khi ông Trump bị bắn, ông ấy đã quỳ xuống và cầu nguyện Chúa. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, ông Trump đã được tái sinh về mặt tinh thần. Sau khi đứng dậy, ông trở nên mạnh mẽ hơn. Có thể nói, đây gần như giống hệt với cảnh tượng mà chúng ta đã thấy sau này. Nó giống như du hành xuyên thời không để đến hiện trường vậy, thực sự quá thần kỳ. Tuy nhiên có lẽ bè lũ phản đối ông Trump vẫn không chịu để yên, chúng tiếp tục ám sát ông Trump. Hai tháng sau, vào chiều ngày 15 tháng 9, trong khi đang chơi golf, ông dường như đã trở thành mục tiêu của một kẻ ám sát khác. Và theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, nghi phạm đã bị bắt giữ. Theo các nhà điều tra, nghi phạm mang theo súng trường AK-47 đang rình trong bụi rậm lúc mà ông Trump đang chơi golf tại West Palm Beach. Sau đó, bị các nhân viên mật vụ phát hiện và nổ súng. Đúng là quá nguy hiểm. Mong sao là ông Trump sẽ luôn bình an để tiếp tục sứ mệnh xây dựng nước Mỹ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Và tiếp theo, chúng ta hãy cùng khám phá ngay một thói quen cực kỳ kỳ lạ của vị tỷ phú này khiến ai nấy cũng đều kinh ngạc. Thích ăn hamburger và không uống rượu. Nhiều người nghĩ rằng nếu là một tỷ phú thì người ta sẽ thích ăn cao lương mỹ vị hay thưởng thức những loại đồ uống, rượu thượng hạng để xứng tầm đẳng cấp và địa vị của mình. Nhưng các bạn sẽ bất ngờ với sở thích của vị cựu Tổng thống Donald Trump đấy. Ông Trump là một fan hâm mộ lớn của McDonald's. Ông thường chọn các món ăn nhanh từ chuỗi nhà hàng này, đặc biệt là Big Mac, vì ông tin rằng chúng an toàn, sạch sẽ và rất tiện lợi. Có lần khi được hỏi, ông cũng chia sẻ quan điểm rằng đại ý là nếu Nhà Trắng mà có mở những cuộc họp cấp cao thì ông cũng sẽ sử dụng đồ ăn nhanh để tiếp khách rồi nhanh chóng triển khai các cuộc họp. Một điều đặc biệt nữa là mặc dù nổi tiếng trong giới thượng lưu và thường xuyên xuất hiện trong các buổi tiệc cao cấp, ông Trump lại không uống rượu. Điều này xuất phát từ việc anh trai của ông Trump là Fred Trump Jr. là một người nghiện rượu nặng và chết sớm vì chứng nghiện này. Thú vị hơn là nếu để ý, các bạn sẽ thấy vị tổng thống này có phong cách giao lưu chia sẻ trực tiếp với công chúng. Điều này là chưa từng có trong tiền lệ trước đây trong giới chính trị. Ông Trump thường sử dụng Twitter để giao lưu với công chúng. Ông là một trong những vị tổng thống sử dụng mạng xã hội một cách mạnh mẽ để truyền tải thông điệp mà không thông qua báo chí. Qua những thói quen và sở thích này mà chúng ta có thể thấy được sự gần gũi, lành mạnh, tích cực mà vị cựu tổng thống này mang lại đúng không nào? Và điều đáng chú ý hơn là ông Trump còn có 5 người con vô cùng ưu tú mà khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ. Có 5 người con vô cùng nổi bật và ưu tú. Mặc dù là một vị tỷ phú bất động sản giàu có, sở hữu khối tài sản kích xù, nhưng trong cuộc đời của mình, điều khiến ông Donald Trump tự hào nhất đó chính là có 5 người con vô cùng ưu tú. Họ không chỉ có ngoại hình nổi bật mà còn có tài năng cùng sự nghiệp rất thành công. 5 người con đều chứng tỏ rằng họ là những người thừa kế vô cùng sáng giá cho đế chế hàng chục tỷ đô la của cha mình. Tuy nhiên, điều làm họ nổi bật hơn nữa và ghi điểm trong lòng công chúng chính là họ luôn xuất hiện với vẻ khiêm nhường, từ tốn, nhã nhặn, bởi tuy ở trong cuộc sống nhung lụa nhưng những người con của Tổng thống Donald Trump lại có được sự giáo dục và nghiêm khắc từ gia đình. Sau 3 lần kết hôn, ông Donald Trump có 3 người con trai và 2 người con gái. Con trai cả là Donald Trump Jr., con gái cả là Ivanka Trump, con thứ 3 là Eric Trump, con thứ 4 là Tiffany Trump và cuối cùng là cậu con trai út Baron Trump. Ivanka Trump có lẽ là người con ưu tú và nổi bật nhất của Tổng thống Mỹ ở thời điểm hiện tại. Từ một nữ doanh nhân thành đạt, Ivanka Trump trở thành trợ thủ đắc lực của cha tại Nhà Trắng và trong các cuộc đua bầu cử khốc liệt năm 2020. Cô là người con trong cuộc hôn nhân đầu tiên của ông Donald Trump với bà Ivana Trump. Cô sinh ngày 30 tháng 10 năm 1981. Ivanka Trump hiện là một doanh nhân, nhà thiết kế thời trang, tác giả và cựu cố vấn cấp cao của Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Con gái cả nhà ông Donald Trump đã gây ấn tượng khó phai trong lòng công chúng nhờ vào phong thái thanh lịch và trí tuệ hơn người. Sau khi cha Donald Trump thắng cử vào năm 2017, Ivanka cũng đã được một bước trở thành đệ nhất tiểu thư quyền lực nhất của nước Mỹ. Truyền thông còn đặc biệt ưu ái cậu con trai út của tỷ phú Donald Trump, Baron Trump, là người con trai duy nhất của tỷ phú Donald Trump với người vợ thứ ba là Melania Trump. Cậu được chú ý nhờ vẻ ngoài vô cùng điển trai và chiều cao nổi bật. Vừa chào đời, Baron Trump đã được thừa hưởng một cuộc sống xa hoa trong căn hộ của tòa tháp Trump trên đại lộ số 5 ở thành phố New York. Và người ta vẫn nói rằng Baron Trump sinh ra đã phải lùi xa mới đến được vạch đích ấy chứ. Sau khi nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump kết thúc vào năm 2021, thì Baron Trump đã theo học tại Học viện Oxbridge ở Palm Beach, Florida
Đây là một trong những trường tư thục đắt đỏ nhất nước Mỹ với mức học phí là 41.500 đô la một năm, tương đương với gần 1 tỷ đồng. Hiện Donald Trump đã cao hơn 2 mét, là thành viên cao nhất trong gia đình ở thời điểm hiện tại. Cựu Tổng thống Donald Trump, cao 1m90, giờ đây cũng thua xa cậu con trai út. Và nhìn lại cả hành trình cuộc đời của ông Donald Trump, có thể thấy rằng ông thực sự là hy vọng của nước Mỹ và ai cũng mong rằng một lần nữa cựu Tổng thống này sẽ được tái đắc cử. Ông Trump và tương lai của nước Mỹ. Các bạn thân mến, sự kiện mà người người nhà nhà đang quan tâm nhất lúc bây giờ là sự kiện tái tranh cử của Tổng thống ông Donald Trump. Kính lúc sẽ không bàn tới các tình tiết chính trị hay những con số thống kê, mà chúng ta hãy cùng tìm hiểu những tiên tri gần đây của những nhà tiên tri nổi tiếng để chiêm nghiệm về tương lai của nước Mỹ nha. Nhà tiên tri người Anh Parker và nhà tiên tri người Mỹ Patrick đều cho rằng thông qua các phương pháp dự đoán riêng của mình, họ thấy ông Trump rất có khả năng tái đắc cử Tổng thống. Cô Patty cho biết, vị thần trong giấc mơ của cô nói rằng ông Trump tái đắc cử, nhưng không nói rằng đó có phải là cuộc bầu cử liên tiếp. Có lẽ đó là nói về một cuộc bầu cử Tổng thống khác. Và bây giờ, cô đang xem sơ đồ tinh tượng năm 2024 của ông Trump và tin tưởng rằng lần này chính là lời tiên tri trong giấc mơ nói tái đắc cử. Mục sư Bix, người mô tả chính xác hiện trường vụ ám sát của ông Trump, một lần nữa đưa dự đoán chi tiết hơn. Ông nói rằng Chúa đã cho ông thấy rằng ông Trump sẽ phải chịu áp lực khủng khiếp vào mùa hè này, chẳng hạn như các thủ tục pháp lý, nhưng tất cả những điều này sẽ kết thúc. Ông Trump sẽ chạm đáy và vươn lên. Đội ngũ, những người yêu nước Mỹ sẽ tiếp tục lớn mạnh. Cuối cùng ông Trump sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Chúa cũng cho mục sư Bix biết rằng nước Mỹ sẽ phải chịu một tác động rất lớn, nhưng không phải để tiêu diệt mà để thức tỉnh nước Mỹ. Mục sư nhìn thấy ông Trump đang ngồi trong phòng bầu dục, hai tay ôm đầu khóc và Chúa đặt lên vai ông. Sau đó, mục sư Bix cảm thấy bóng tối bao trùm nước Mỹ và bắt đầu giảm dần, ngày càng ít đi. Ông nhìn thấy bầu trời xanh, cây cối xanh tươi và mọi thứ đều tươi đẹp trở lại. Mục sư Bix cho biết Chúa đã bảo ông rằng một cuộc phục hưng vĩ đại đang đến ở Mỹ. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, mọi người sẽ phải chịu đựng những khó khăn. Mục sư Bix cho biết mọi người gọi quá trình này là sự phán xét. Nhưng Chúa nói với ông rằng đó không phải là sự phán xét mà là sự quy chính. Các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và khám phá rất nhiều những bí ẩn ly kỳ thú vị và không kém phần bất ngờ về tỷ phú Donald Trump, một trong những người được theo dõi và quan tâm nhiều nhất trong thời gian gần đây. Theo các bạn, thì ông Donald Trump có được tái đắc cử hay không? Thì nhớ để lại comment, chia sẻ và bày tỏ quan điểm, ý kiến của các bạn cho mình biết nhé. Nếu yêu thích video, đừng quên dành tặng cho Kính Lúp một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúp mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.